Rất nhiều bác hỏi em là khi nào thì có giống táo tàu, thì hôm nay nhà em đã về được các bác nhá. Đây này, trên tay em đây là một cái giống của dòng táo tàu. Dòng táo tàu này là giống siêu trái cả nhá. Những cây giống như này thì chúng sẽ có chiều cao dao động khoảng tầm từ 60 đến 70 phân. Và hiện tại thì sau một mùa đông thì chúng nó bắt đầu đâm chồi nảy nọc cả nhà nhá. Đây này, những mầm chồi của chúng đang đâm chồi nảy nọc rất là nhanh thôi. Và các bạn trồng chăm sóc thì chỉ khoảng tầm từ 2 đến 3 tháng thôi là chúng ta có thể để những cây này bắt đầu đậu quả được rồi. Trên những mầm chồi non như này khi chúng nở rộ ra thì kéo theo cả nụ cả hoa cả nhà nhá. Đây này, những cái đốm li ti như này là chúng đậu thành hoa đấy cả nhà nhá. Đây này, những cái đốm li ti như này này. Đấy, mà bình thường thì những cái giống như này thì mình khuyên các bạn là không nên để hoa đâu nhá. Các bạn về trồng chăm sóc khoảng tầm từ 3 đến 4 tháng mà khi mà chúng cứng cây cứng cáp lên ấy thì lúc đấy chúng ta để hoa để quả cây mới đảm bảo nhá. Hiện tại thì những cái cây giống như này nhà vườn mình đang cung cấp với giá là 350.000 cả nhà nhá. Đấy, tất cả những cây này đều những cây ghép. Đây, mắt ghép của chúng ở đây này. Bình thường các bạn trồng cây ghép như này thì chúng mới có thể là nhanh ra hoa và đậu quả được. Còn nếu mà các bạn mua phải những cây giống táo tàu mà chúng được nhân giống và phương pháp chiết cành ấy thì sẽ lâu ra quả nhé, và thậm chí là cũng không thể lớn được đâu. Những cây táo tàu này thì trồng rất là lâu năm, các bạn có thể trồng đến vài chục năm tuổi nhé, rất là to. Và khi to thì chúng vừa làm cây cảnh vừa làm cây ăn quả, mang đến một không gian xanh trong khu vườn của chúng ta. Quả của dòng này thì thường mọc thành từng chùm và hương vị rất là thơm ngon, vị giòn ngọt và kèm theo đó là rất nhiều chất dinh dưỡng trong quả nhé. Hiện nay thì nhà vườn mình đang có số lượng rất là nhiều cây giống của táo tàu như này. Các bạn có nhu cầu muốn sở hữu sưu tầm hay liên hệ trực tiếp nhà vườn mình nhé. Số điện thoại Zalo bên mình là 0926922886. Địa chỉ vườn mình nằm ở phố Mậu Tài, Châu Quỳ, Sa Đâm, Hà Nội nhé.